mà dạ. Trông uể oải thế con. Mệt à? Cháu không ạ. Không sao à? Ừ. Cái gì vậy? Biết rồi nha. Cái gì ạ? Cái gì? Con bị sao? Sao? À không, cháu bị muỗi đốt ạ. Dạ. Một cái resort xịn thế này mà cũng có muỗi à? Resort với nhiều muỗi bà. Vâng. Rồi ôi, có muỗi thì tiêu diệt đến chứ lại. Ui, ai bà để ơi. Muỗi đốt đấy bao giờ không? Muỗi mà đốt cái hân này không làm gì được đâu. Muỗi này to quá không diệt được bà. To lắm bà. Thế á? Chắc phải to bằng nắm đấm đấy bà. Bà bị muỗi đốt hả? Để muỗi đốt em thế bao giờ không? Cái hân nó đang kể với bà là đêm qua không ngủ được vì bị muỗi đốt cả đêm. Nó bị muỗi đốt con ạ. Nên là bà đang thương. À chẳng biết con muỗi đốt đầy hân là loại gì rồi bà. Thế à? Con muỗi vằn bà. Là muỗi muỗi ba khoang nhỉ? Vâng. Ôi dồi. Con này mình không đập được đâu. Con này mình phải dùng xịt muỗi mình tiêu diệt được nó. À thế à, con ba khoang mà đốt là nguy hiểm lắm đấy nhá. Hôm nay tại xóm trọ nhà bà Toan sẽ diễn ra phiên tòa phân xử và hòa giải. Bên tay trái tôi đây là thầy cái Long, Quyền Chí Long. Bên tay phải tôi đây là thầy cái Ngọc. Cái gì Ngọc ấy nhỉ? Nguyễn Bích Ngọc. Thầy cái Tăng Thanh Ngọc. Và hai nhân vật đặc biệt quan trọng ngày hôm nay đó là anh Lâm và bé Na. Và tôi xin giới thiệu với hai người ngồi đằng sau tôi đây là hai người phụ nữ quyền lực tối cao quyết định mọi việc trong phiên tòa ngày hôm nay, đó là thẩm phán Thu và thẩm phán Toàn.